Các bạn, ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh một số những cái lời khuyên nho nhỏ để giúp anh chị các bạn có thể tối ưu lại quảng cáo. Sau khi mà chúng ta đã đặt các chiến dịch quảng cáo trên Facebook thông qua nền tảng mobile hoặc là thông qua nền tảng PC. Đấy, thế thì gồm những cái nội dung gì, đúng không ạ? Và cách thức như thế nào? Thế thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi tối ưu quảng cáo là gì. Ở đây là tối ưu là làm một cái công việc thường xuyên hàng ngày mà các nhà quảng cáo như chúng ta cần phải làm cho quảng cáo trở nên rẻ hơn, nhiều tin nhắn hơn, nhiều chiến dịch hơn, rồi thì thu được cái lượng khách hàng lớn hơn, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, tóm lại là làm mọi thứ trở nên tốt đẹp, đúng không? Và có hiệu quả hơn, đấy là cái ý nghĩa của việc từ tối ưu. Đấy. Thế thì tối ưu quảng cáo thì chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ như chúng ta sẽ thay nội dung, thay hình ảnh, thay ngôn từ, thay video, thay đường link trang đích, đúng không? Thay nhắm chọn quảng cáo, thậm chí thay fanpage làm thương hiệu, thay cái nội dung tiếp cận và cách thức tiếp cận khách hàng, trả lời tin nhắn, chăm sóc khách hàng kiểu kiểu như vậy. Đấy. Và làm cho các cái chỉ số nào cần rẻ thì được rẻ, mà chỉ số nào cần cao thì được cao. Thí dụ như CPM thì phải càng rẻ càng tốt, CPC thì lại phải càng cao càng tốt, đúng không? Nhưng mà lại CTR thì cũng phải cao. Thế nhưng mà cái CPC hay là CPCM, tức là cái giá click hoặc là giá bình luận thì lại phải thấp, đúng không? Thì hai cái nhóm mà cái gì cần cao, tức là mình cần các tỷ lệ nó cao, còn cái gì cần thấp thì mình cần những cái gì về chi phí thì nó phải rẻ. Đó. Vậy thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi làm sao mà trong bài quảng cáo của chúng ta có nhiều lượt tương tác nhất và thu được cái bình luận hay là thu được cái truy cập vào web hay là để lại số điện thoại. Đấy là những cái tương tác chất lượng mà chúng ta cần thu được. Đó. Và tăng được tỷ lệ chuyển đổi CR là phải cao, đúng không? Rồi. Thế thì trả lời cho câu hỏi là hiệu suất của quảng cáo thì phụ thuộc vào những yếu tố gì? Đó là phụ thuộc vào fanpage, đúng không ạ? Phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo, phụ thuộc vào nhắm chọn khách hàng, đối tượng quảng cáo, phụ thuộc vào chương trình bán hàng, nội dung quảng cáo, đúng không ạ? Rồi thì phụ thuộc vào cái kỹ năng chốt đơn, kỹ năng chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu, đúng không? Tính thời điểm của quảng cáo. Thì đây là những cái yếu tố cơ bản tác động đến hiệu suất. Trong đó thì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi được: một là nội dung quảng cáo, hai là nhắm chọn mục tiêu, ba là các cái kỹ năng chốt đơn và chăm sóc khách hàng, bốn là các cái chương trình bán hàng. Đấy là những cái mà chúng ta có thể dễ dàng thay đổi. Còn fanpage thì chúng ta cũng có thể không cần thiết phải thay đổi nếu như page của chúng ta không bị chết, đúng không? Tài khoản quảng cáo chúng ta không cần thay đổi nếu như tài khoản quảng cáo của chúng ta không bị chết. Và thậm chí là tài khoản quảng cáo càng lâu đời, càng tiêu nhiều tiền mà càng chất lượng thì nó lại càng rẻ. Đây là một cái bí mật mà hiện nay chúng ta đang cũng không giữ được. Tài khoản của chúng ta thường xuyên là bị chết, bị vô hiệu. Thì là những cái phần mà lập page mới, rồi tài khoản quảng cáo mới thì nó làm cho giá thầu nó bị cao lên, xu hướng là như vậy. Vâng, thế thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ quan tâm đến là cái sản phẩm dịch vụ chúng ta bán là gì. Thế cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta bán mà nó kén khách thì đương nhiên là cái giá thầu nó bị đắt rồi. Nó tỷ lệ chốt nó khó và thậm chí chúng ta bị lỗ, đúng không? Fanpage thì chúng ta phải có nhiều like, có nhiều lượt thích, rồi thì có uy tín thương hiệu. Ví dụ như người ta nhìn thấy cái page thương hiệu đấy là người ta sẽ biết. Rồi thì chúng ta phải tạo bài quảng cáo, rồi chúng ta phải đăng bài thường xuyên liên tục, rồi tạo ra những cái nội dung mà có tính tương tác cộng đồng cao để hút được những cái lượt tương tác tự nhiên. Tiếng Anh nó gọi là reach, đúng không ạ? Cái phần mà tương tác tự nhiên, còn paid reach tức là tương tác trả phí thì chúng ta phải chạy quảng cáo. Đấy, chúng ta tuân thủ tất cả những cái điều đó. Thế nhưng mà hiện nay thì có hiện tượng là fanpage nó bị vô hiệu hoặc là fanpage nó bị hủy đăng, bị hạn chế chạy quảng cáo, thì cũng là một cái vấn nạn rất là đau đầu. Chúng ta mất công xây dựng rất là lâu nhưng mà page của chúng ta lại một ngày đẹp trời nó biến mất. Thế như vậy là hàng chục nghìn like, hàng trăm nghìn like cũng mất theo, bao nhiêu tiền bạc công sức của chúng ta cũng mất theo. Đấy, và khách hàng thì cũng không hiểu chuyện gì cả. Đấy, thì chúng ta cũng có thể có những cái chiến lược chạy nhiều fanpage, tạo page chính, page vệ tinh, đúng không? Cũng có thể chạy quảng cáo là kéo đẩy, đúng không? Bài thì chạy thương hiệu, bài thì chạy bán hàng. Đấy, nội dung của fanpage thì vừa đăng bán hàng, vừa đăng nội dung hấp dẫn chia sẻ để tăng tương tác, nhưng mà đừng có vi phạm về mặt chính sách, để đừng có vi phạm về mặt bản quyền, đúng không? Đấy, về tài khoản quảng cáo thì cố gắng làm sao mà có một cái tài khoản quảng cáo uy tín. Đặc biệt là như là Mobifone thì chúng ta có thể là có tài khoản quảng cáo tổng,
của tập đoàn hay là của tổng công ty, sau đó có thể cho các cái công ty thành viên dùng, và sau đó có thể cho các đại lý, cho các cộng tác viên cùng dùng, thì chúng ta sẽ có lợi thế về tài khoản quảng cáo rất là lớn, và chúng ta sẽ chạy nhiều chiến dịch khác nhau cho nhiều nhóm, nhiều bài, và luôn luôn chuẩn bị các tài khoản đó. Về nội dung quảng cáo thì chúng ta phải phải có tư duy, sử dụng hình ảnh, sử dụng video, ý tưởng, kịch bản, rồi nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu thị trường và tạo ra sự khác biệt. Thì chúng ta sẽ làm được những cái nội dung hay, hấp dẫn, phù hợp với thị trường. Thị trường bây giờ người ta muốn những cái gì thật, chân thực, đẹp nhưng mà chân thực, đúng không? Thế thì những cái nội dung quảng cáo chúng ta nhìn thấy là nó có thể không cần phải xuất sắc, không cần phải màu mè nhưng mà vẫn có thể thu được rất nhiều comment. Đấy. Ví dụ như là người ta bán bánh chưng đúng không? Nhưng người ta quay một cái video trông cái bánh chưng rất là ngon thì người ta sẽ có nhiều comment, nhưng mà phải là bán vào dịp Tết bởi vì tính thời điểm. Còn bây giờ mà cái video này chạy thì không ai mua cả. Đó. Ok. Thế rồi thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến là gì đấy? Nội dung quảng cáo, từ ngôn từ, cách thức thể hiện, độ dài, thông điệp chủ đạo, rồi thì thông điệp bán hàng, cách giật tít, đúng không ạ? Thấu hiểu cái quy luật 3 dòng, 6 dòng của Facebook. Ví dụ 3 dòng là hiển thị, còn dưới đấy là phải bấm vào phần xem thêm. Chúng ta phải sử dụng hình ảnh, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, có những yếu tố tò mò, có yếu tố sexy, có yếu tố đẹp, có yếu tố chuyên nghiệp ở trong đó, có yếu tố tả thực ở trong đó, thì chúng ta sẽ có được những cái tương tác mạnh hơn đó, được chưa? Và chúng ta cũng có thể chạy một ảnh, hoặc là chạy ảnh động, hoặc là chạy video. Và nhớ rằng nếu mà chúng ta chạy trên 4 ảnh thì ảnh 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Rất là quan trọng bởi vì là nó sẽ hiển thị ở trên cái bức ảnh đó. Đấy, đây là cái quy luật và tạo cái bức ảnh của Facebook, và chúng ta cần phải tạo ra được những cái hình ảnh đẹp và chân thực, cũng như là có ý tưởng, có những cái sự tối ưu về mặt kích thước cũng như là về mặt thương hiệu. Đấy, điều này thì hầu hết là các bạn mà nếu như mà chỉ là cộng tác viên hoặc là đại lý thì chúng ta sẽ không làm được, hoặc là thiếu kỹ năng. Ví dụ như chúng ta phải học Photoshop, chúng ta phải biết cách chụp ảnh, biết cách lên ý tưởng. Đó, thì chúng ta xem lại cái phần phần Excel mà tôi hướng dẫn đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra các ý tưởng và chúng ta thảo luận về nó, điều đó rất là kỹ. Thì tôi khuyên là các bạn nên chạy một ảnh, hoặc là chạy bốn ảnh, hoặc là chạy trên bốn ảnh. Đấy, và một ảnh thì chúng ta nên chạy ảnh dọc, đúng không ạ? Ảnh dọc nó tối ưu cho điện thoại di động nhất. Đừng chạy hai ảnh, đừng chạy ba ảnh, chạy một ảnh hoặc bốn ảnh hoặc trên bốn ảnh là đẹp nhất. Đấy. Hoặc là video cũng thế, đúng không ạ? Chúng ta phải sản xuất ra những video có nội dung chất lượng, đúng không? Kịch bản phải gay cấn, hấp dẫn, có yếu tố lạ lẫm, tò mò, hài hước hay chân thật gì gì đấy ngay từ những giây đầu tiên. Bởi vì Facebook nó tính theo kiểu true play, tức là tính dưới 2 giây không lấy tiền, từ giây thứ ba trở đi bị tính tiền. Đấy. Thế thì dưới 2 giây thì 1 giây, 2 giây nó rất là nhanh. Đấy. Cho nên là đến giây thứ ba là đã bị tính tiền rồi. Thế nên là muốn thu hút được khách hàng là mình phải 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 hay, phải hấp dẫn về kịch tính ngay từ những giây đầu tiên. Đấy, và lưu ý về vấn đề bản quyền âm nhạc hay là bản quyền hình ảnh nhé, không là chúng ta sẽ bị kiện hoặc là bị report, bị báo cáo đó. Đấy, rồi thì chúng ta cũng sẽ nên là có gắn gọi là phụ đề, hay mình gọi là bắn sub, lại tiếng tiếng Việt gọi là sub, phụ đề. Đấy, vì sao? Bởi vì là trong môi trường không tiếng động người ta sẽ cần đến cái phụ đề. Đấy, và ngày nay thì khách hàng thích xem video hơn là đọc bài, cho nên là chúng ta cũng có thể ưu tiên sản xuất video. Vâng, và thời lượng dành cho cái video của Facebook có thể là khoảng dưới 1 phút là đẹp đó, và chúng ta nên làm video dạng dọc hoặc dạng vuông như thế này, và có kèm viền trên viền dưới cộng với lại phụ đề. Phụ đề gọi là sub video, phụ đề, subtitle tiếng Anh. Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm như thế thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có xu hướng hiệu quả hơn đó. Và chúng ta sẽ cần phải lưu ý là chúng ta cần phải nói về sản phẩm và thương hiệu ngay lập tức trong những cái giây đầu tiên để chúng ta bán hàng, thay vì để đến cuối cùng. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những lời kêu gọi rất mạnh mẽ, cam kết rất mạnh mẽ trong video đó. Ok, sau đó thì chúng ta nhắm mục tiêu khách hàng thì chúng ta đã được biết rồi, nhắm mục tiêu rộng, nhắm mục tiêu hẹp, nhắm mục tiêu remarketing, vân vân. Thì các cái bước mà để nghiên cứu khách hàng, để nghiên cứu đối thủ, rồi chia sẻ kinh nghiệm, để target,
thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn khá là nhiều rồi, thì các bạn chủ động xem thêm. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ tắt trên nền tảng máy tính chỉ để nền tảng di động, hoặc ngược lại, bật trên nền tảng máy tính và để nền tảng di động xóa đi, đúng không? Đấy. Rồi các cái kỹ thuật chạy quảng cáo thì chúng ta phải chạy thử nghiệm trong thời gian bao lâu, như thế nào, sử dụng phương pháp A trên B testing của Facebook, tối ưu ngân sách, chia ngân sách nhỏ, nhân chiến dịch, nhân nhóm, đúng không? Đấy. Rồi thì chạy hiển thị kèm chạy tương tác, chạy thương hiệu kèm chạy bán hàng. Đó, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải tạo ra những cái yếu tố về landing page, tối ưu cho landing page. Đấy, và đặt làm sao mà tối ưu giá thầu ở mức thấp nhất. Muốn giá thầu thấp nhất thì trả lời cho câu hỏi là chúng ta thu được nhiều bình luận, nhiều tương tác nhất có thể. Thế thôi. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm. Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có nhiều tương tác. Từ màu sắc, từ yếu tố thu hút thương hiệu, từ tại sao khách hàng lại dừng lại, tại sao khách hàng này lại muốn tương tác với bài viết này, nó phải trúng đối tượng, nó phải hấp dẫn, nó phải cảm thấy là mọi thứ đều rất là dễ chịu, đều phải sẵn sàng cho khách hàng, thì họ sẽ dừng lại và họ tương tác nhiều, thì như vậy giá thầu nó sẽ rẻ. Đó, được chưa ạ? Vâng. Và tập trung vào những cái chăm sóc khách hàng, tập trung vào khả năng chốt đơn và duy trì cái việc mà remarketing cho khách hàng, xin số điện thoại đổi sang Zalo hoặc là đưa khách hàng vào nhóm để chúng ta giảm bớt các cái chi phí phụ thuộc trên Facebook đi nhá. Chúng ta nên chạy quảng cáo bình thường và không không nên ngắt theo khung giờ. Nếu mà giá thầu rẻ nhưng mà lại tỷ lệ CTR thấp, tỷ lệ chuyển đổi thấp, thì tỷ lệ nhấp thấp, thì CR thấp, thì nhìn chung là cũng sẽ không hiệu quả lắm, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta sẽ chạy bao nhiêu tiền và chúng ta thu được doanh thu bao nhiêu tiền, trừ hết chi phí thì chúng ta có lợi nhuận hay không, và nếu như chúng ta có lợi nhuận thì chúng ta vẫn thành công, đúng không ạ? Và cái chi phí quảng cáo của Facebook thì ngày càng cao hơn, nó sẽ bào mòn cái lợi nhuận của chúng ta nhiều hơn. Đó, chúng ta nên chạy thường xuyên hơn là chạy tắt buộc, chúng ta nên chạy cả thương hiệu kèm với chạy bán hàng nhá, kèm với chạy remarketing phân bổ ngân sách ra. Đó, và nên sử dụng đa kênh và giảm bớt sự phụ thuộc vào Facebook đi. Mặc dù Facebook là một cái công cụ rất là tốt, nhưng tôi nhắc lại là vẫn phải giảm giảm sự phụ thuộc, bởi vì rõ ràng là rất rủi ro nếu như chúng ta chỉ tập trung vào Facebook, đúng không ạ? Mất cái page cái này chúng ta mất công, mất sức, mất cái tài khoản quảng cáo cái. Đấy, thế thì chúng ta sẽ không bán được hàng à. Đấy, và chúng ta tiếp theo là chúng ta luôn luôn đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đúng không ạ? Và tạo ra được nhiều cái chương trình bán hàng shop tốt. Đó. Ok. Và chúng ta đào tạo cho nhân viên và chính chúng ta tư vấn chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chắt chiu từng cơ hội với khách hàng. Đó nhá. Chăm sóc khách hàng sau bán, đúng không ạ? Rồi. Đấy là một vài cái gợi ý nho nhỏ của chúng ta. À, từ bố cục hình ảnh cho đến màu sắc cho đến logo, số điện thoại, vân vân. Thì do cái thời lượng nó cũng có hạn nên là tôi giới thiệu sơ bộ, và các anh chị các bạn có thể theo dõi cái phần này một cách chi tiết hơn trong tài liệu nhá. Còn video thì tôi xin phép giới thiệu sơ bộ như vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chúc các anh chị và các bạn mạnh khỏe và thành công trong công việc. Xin cảm ơn.